Hôm nay chúng ta học cái bài về công suất. Và trước khi đi tìm hiểu về công suất thì thầy nhắc lại cái nội dung của bài học trước. Trước chúng ta học về công. Công cơ học các bạn. Công là cái gì? Công ở đây có nghĩa là cái công sức mà chúng ta phải bỏ ra để thực hiện một cái công việc nào đấy. Đấy. Ví dụ như chúng ta kéo một vật với một cái lực F vào đó. Đi đầu quãng đường là F. Thì em dễ hình dung như thế này. Nếu như mà lực kéo mà tăng lên bao nhiêu thì cái công sức, cái sức lực mà chúng ta phải bỏ ra nó lớn bao nhiêu. Nếu cái quãng đường chúng ta kéo là dài thêm bao nhiêu thì cũng có nghĩa rằng là cái công sức chúng ta bỏ ra phải lớn thêm tương ứng bao nhiêu. Như vậy công tỷ lệ thuận với quãng đường và tỷ lệ thuận với cái lực kéo. Thế nên nếu mọi công là A thì A phải bằng tích của lực nhân với quãng đường. Công thì bằng lực nhân với quãng đường. Còn về mặt đơn vị, lực được đo bằng đơn vị Newton mang tên nhà khoa học người Anh. Còn đơn vị của quãng đường đo là mét. Thì đơn vị của công, tức là đơn vị của sức lực mà chúng ta bỏ ra đấy, được đo bằng joule mang tên nhà khoa học người Anh là joule. Thầy cũng lưu ý thêm là một số sách ấy, người ta còn gọi công A này bằng chữ V khác, là xuất phát của từ tiếng Anh work done, có nghĩa là công cơ học. Hôm nay chúng ta học về công suất. Ở phần thứ nhất chúng ta cùng nhau xét cái tình huống. Cái tình huống đặt ra thế này, thầy cũng lấy cái tình huống tương tự như ở trong sách giáo khoa để các em tiện theo dõi, nhưng có sự thay đổi đôi chút cho nó hợp lý hơn. An và Dũng đưa hàng lên tầng 2. Từ tầng 1 lên tầng 2 cao 4 mét, mỗi viên gạch đều nặng 16 N, mỗi viên gạch có trọng lượng là 16 N. Trong khi đó đấy, thì An kéo được 10 viên gạch trong 50 giây. Còn Dũng thì kéo được 15 viên trong thời gian là 120 giây. Có hai câu hỏi phải đặt ra. Thứ nhất là công sức mà A và Dũng đã bỏ ra là bao nhiêu. Công của A và Dũng. Và thứ hai là hãy phân định xem An và Dũng ai khỏe hơn. Tức là ai lo một cách hiệu quả hơn. Ta giải quyết cái tình huống này. An và Dũng thực hiện cái công việc là đưa gạch từ tầng 1 lên tầng 2. Khoảng cách giữa chúng là 4 mét. Như vậy quãng đường đi được là 4 mét. Thế còn lực thì sao? Nếu gọi F A là lực của A thì A đã kéo được 10 viên gạch mà mỗi viên gạch lại nặng 16 N. Có nghĩa là A phải dùng một cái lực bằng trọng lực của 16, xin lỗi, trọng lực của 10 cái viên gạch này để đeo nó lên tầng 2. Vậy lực của A phải bằng 10 nhân với 16 bằng 160 N. Còn lực mà chúng ta tác động lên 15 viên gạch bằng bao nhiêu? À, nó bằng 15 viên
nhân với mỗi viên là 16 thì nó sẽ bằng 15 nhân với 16 là 240 newton. Vậy chúng ta dùng cái lực là 240 newton để nâng 15 viên gạch từ tầng 1 lên tầng 2. Công sức mà A bỏ ra là bao nhiêu? Ta gọi là A công của A. A xin lỗi, A của A bằng, em nhớ là A thì bằng F nhân với S lực nhân với góc đường. Lực của A là 160 newton nhân với quãng đường mà A đã thực hiện là 4 mét, nó bằng 640. Nhớ là công của, xin lỗi, đơn vị của công là joule. Còn công sức mà Dũng bỏ ra là bao nhiêu? Ta kêu A D tức là công của Dũng bằng lực mà Dũng bỏ ra này, 240 nhân với quãng đường mà Dũng đã thực hiện này là 4 mét. Ta nhân vào sẽ được là 40 là 0 này, 44 16 là 6 nhân 1 này, 42 là 8 nhân 1 là 9 này. Vậy là Dũng đã tốn một cái công sức là 960 joule, còn A thì tốn một cái công sức là 640 joule để thực hiện công việc của mình. Ta hoàn thiện cái ý A. Những cái ý B này quan trọng hơn. Ai là người khỏe hơn? Nếu nhìn vào khối lượng công việc thì em dễ nhận thấy là Dũng thực hiện được cái công việc lên tới 960 tấn lớn hơn so với A. Nhưng em hãy đặt mình vào địa vị của một ông chủ. Theo em, nếu được lựa chọn thì em sẽ thuê A hay là Dũng về làm việc cho mình? Và đâu là cái căn cứ để em lựa chọn A hay Dũng? Ồ, chúng ta còn những yếu tố thời gian ở đây chưa xét này. Tuy là Dũng làm được một cái khối lượng công việc lớn hơn so với A, nhưng hãy nhìn thời gian anh ta thực hiện việc đó. Anh ta làm công việc này trong 120 giây, trong khi đó A làm công việc này chỉ trong có 50 giây. Vậy để so sánh A và Dũng ai làm việc nhiều hơn, chúng ta cần phải quy về cùng thời gian. Nếu cùng trong khoảng thời gian như nhau, ai thực hiện được khối lượng công việc lớn hơn, tức là ai bỏ ra nhiều công sức hơn, thì chứng tỏ người đó khỏe hơn, người đó lao động tốt hơn. Đó. Vậy trong 50 giây An đã thực hiện được một công là 640 joule. Vậy thì mỗi giây An thực hiện được công việc là bao nhiêu? À, giả sử quy về một giây thì trong một giây ấy, thì An làm được một cái việc là trong 10 là sử dụng trong 50 giây đã thực hiện được cái công việc là 640 joule, thì trong 1 giây đã thực hiện được công việc là 640 chia cho 50 và bằng. Bây giờ chúng ta ấn máy tính nhé. Em lấy là 640 là công việc của A này, chia cho thời gian mà anh ta thực hiện là 50 giây này, sẽ được 12,8 joule. Joule trên giây. Như vậy trong một giây thì A làm được cái công việc tương ứng với 12,8 joule. Còn Dũng thì sao? Dũng làm được công việc trong một giây này, Dũng làm được công việc là 960 và chia cho 120 nó sẽ bằng, chúng ta thực hiện phép tính này, lấy 960 là công việc mà Dũng đã thực hiện, chia cho thời gian mà anh ta đã thực hiện công việc này là 120 giây thì sẽ là 8 joule trên một giây. Như vậy là nếu đưa về cùng thời gian là một giây thì A làm được một cái công việc nhiều hơn so với Dũng. Công việc của anh ta bỏ ra, công sức mà anh ta bỏ ra những 12,8 joule, trong khi đó trong một giây Dũng chỉ được 8 joule thôi. Vậy thì trong tình huống này A mới là người khỏe hơn. Thì các bạn nhé, A thực hiện được công việc là 640 joule, còn Dũng thực hiện được công việc là 960 joule. Đấy, Dũng thực hiện công việc lớn hơn so với
so với A. Nhưng mà khi nhìn vào yếu tố thời gian, ta nhận thấy là nếu quy về cùng thời gian như nhau, và ở đây cũng thể là quy về cùng một giây, thì A lại làm được một cái công việc lớn hơn so với Dũng. Cũng có nghĩa là nếu thời gian mà A thực hiện công việc cũng là 120 giây thì công việc mà anh ta thực hiện sẽ lớn hơn so với của Dũng. Hay là cách khác, nếu như Dũng cũng thực hiện công việc này, đưa gạch từ tầng 1 đến tầng 2 trong thời gian 30 giây giống như A, thì lúc đó khối lượng công việc mà Dũng thực hiện sẽ ít hơn so với A. Tức là Dũng là người yếu hơn, A là người khỏe hơn. Và trên cương vị là người là ông chủ phải thuê một trong hai người này, tốt nhất em nên thuê A. Vấn đề là ra thế này, ở đây chúng ta đã chia công cho thời gian thực hiện cái công ấy, và cái con số mà chúng ta có được nó mang cái ý nghĩa là ai là người khỏe hơn. Cái đó ta gọi là công suất. Hai là khái niệm công suất. Công suất P thì bằng công mà người đó thực hiện chia cho thời gian mà anh ta thực hiện cái công việc đấy. Giống như trong tình huống trên, ta lấy công của A là 640 N chia cho thời gian mà anh ta thực hiện là 30 giây. Nó sẽ cho ta biết công mà người đó thực hiện trong joule là bao nhiêu. Công suất viết tắt ở chữ P xuất phát từ tiếng Anh power là sức mạnh, là công suất. P cho ta biết ai mạnh hơn, ai khỏe hơn, ai thực hiện được công lớn hơn. Và đơn vị thì sao? Của công suất chúng ta đã biết là A thì có đơn vị là joule, P thì có đơn vị là giây. Như vậy công suất sẽ có đơn vị là bằng joule trên cho giây. Em lưu ý khi thể để trong khoảng, ý muốn nói là đơn vị của cái đại lượng là ta đã xem. Và một joule trên một giây được đặt là một watt phía của chữ V kép. Đấy. Em nhớ nhé, một joule trên một giây được quy ước là một watt, có nghĩa là đơn vị của công suất là watt. Mang tên nhà khoa học, nhà phát minh rất là vĩ đại của nước Anh là James. Trong cái kiến thức về lịch sử đấy, thì các em nhớ rằng là James chính là người phát minh ra máy hơi nước, và đấy là khởi nguồn cho cuộc cách mạng công khoa học công nghệ lần thứ nhất, và nó dẫn nước Anh trở thành một nước bá chủ thế giới về khoa học công nghệ cũng như là các cái sản phẩm công nghiệp trong một thời gian rất là dài. Đấy là khái niệm về công và công suất, cũng như là đơn vị của công suất. Có một cái lưu ý về đơn vị của công suất nữa. Công suất thì còn được đo bằng đơn vị mã là kiểu ấy. Trên thực tế cuộc sống đôi lúc em có thể nghe người ta nói đến cái chuyện là cái máy phát điện có cái mã lực là bao nhiêu, cái chiếc xe hơi này có mã lực là bao nhiêu. Vậy mã lực là gì? Mã lực là cái từ Hán Việt, mã là ngựa, mã lực có nghĩa là sức ngựa. Đấy. Tiếng Hán Việt là mã lực, tiếng thường Việt là sức ngựa. Còn là tiếng Anh là horsepower. Thì hồi xưa đấy,
Thì ở các cái nước đặc biệt là châu Âu, người ta hay dùng ngựa làm con vật để kéo xe. Và do vậy thì cái sức mạnh của các cái động cơ, cái độ mạnh của các động cơ được quy về độ mạnh của một con ngựa khỏe khoắn. Và sau khi cái hệ thống đo công suất ở Watt ra đời thì người ta nghiên cứu và nhận thấy là sức của một con ngựa bình thường được quy ước là một đơn vị đo công suất, hay là còn gọi là một mã lực. Thì cho đến ngày nay người ta tính ra được một mã lực hay một HP, viết theo kiểu tiếng Anh nhé, horsepower, một mã lực thì bằng xấp xỉ 760W, xin lỗi, 746W. Và thầy cũng lưu ý thêm, trên thực tế thì một số tài liệu khác nhau sẽ có những thông tin khác nhau về mã lực. Cái nguyên nhân là vì này, hồi xưa người ta quy ước lấy sức của một con ngựa bình thường là đơn vị đo công suất, đo cái độ mạnh, đo cái sức mạnh của một cái động cơ. Thế tuy nhiên thì như thế nào là con ngựa mình khỏe mạnh bình thường, nó không có một cái chuẩn rõ ràng. Và do vậy khi quy hướng về cái đơn vị chuẩn theo khoa học hiện đại là Watt thì có những tài liệu khác nhau, sẽ có những thông số khác nhau của Anh khác, của Pháp khác, của tỉ số khác, vân vân. Như vậy chúng ta hoàn thiện cái lý thuyết về công suất, nghỉ giải lao 1 phút, thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập về chủ đề này.